không? Mày làm gì bồn mày? Mua xì bo ráp kia mà dạy không cho. Cho đúng rồi, xì bo ráp ra đường công an nó lấy xe mà luôn. Thôi bây giờ anh dẫn mày tới chỗ massage này, cho mày tỉnh lại, đừng có mơ bằng xì bo nữa. Đi, đi chưa? Được không? Đi, lẹ lên, ngồi mơ bằng cái gì mà. Đi. Hello mọi người, lại là Việt Nguyễn Phim đây. Hôm nay được ông anh Trần An dẫn đi massage body nha mọi người. Địa điểm là 193 Trương Định, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa. Bước vào là chú bảo vệ rất dễ thương, và sau đó là hai em lẻ tinh của Vera rất là nhiệt tình tư vấn cho ông anh tôi. Lâu lâu mới được ông anh dẫn đi massage, tôi quyết định chơi một vé VIP full dịch vụ nha. Nhân viên Vera rất là nhiệt tình và niềm nở nha mọi người. Sau khi người uống trà gừng, tôi thấy người ra người vô rất là nhiều, đặc biệt có những cặp đôi nam nữ vào massage body. Và cũng không bao giờ thiếu những anh cao to đẹp trai vào Vera xả stress sau những ngày làm việc mệt mỏi nha mọi người. Nhân viên thì lịch sự, cơ sở hạ tầng thì cao cấp. Bây giờ chúng ta vào trải nghiệm thôi nào. Sau khi thay đồ xong, tôi tưởng nơi đây là khách sạn 5 sao chứ. Nhân viên thì nhiệt tình, luôn hướng dẫn chúng tôi trải nghiệm những thứ tốt nhất nơi đây. Khi vào xông hơi, tôi lại nhớ cảnh cách đây hơn một tháng chúng tôi quay một bộ phim Lật Đài. Cơ sở hạ tầng nơi đây rất tốt, chúng ta có thể xông hơi cùng với bạn bè cũng như gia đình và những người thân. Vera có những không gian riêng rất là chill nha mọi người. Và đây là nơi tôi thích nhất ở Vera, được ngắm những bông hoa dưới nước cũng như những bông hoa trước mặt tôi. Khi nhìn lại mình, tôi đi với lão An thấy nó trống trải làm sao nha mọi người. Nhưng dù gì ngồi ở nơi đây, cảm giác nó cũng thoáng mát và trong lành, được tận hưởng những ly trà gừng và những trái cây tươi mát, thật là chill nha mọi người. Sau khi ngâm chân xong, nhân viên Vera hướng dẫn chúng ta tận tình tới phòng nam phòng nữ để vệ sinh lại. Sau đó chúng ta được nhân viên đưa đón lên phòng để tận hưởng massage body nha mọi người. Từng giọt dầu nóng và không gian se se lạnh, chúng ta sẽ tận hưởng những động tác massage đầy kinh nghiệm của nhân viên Vera. Chúng ta có thể đi phòng đơn cũng như phòng VIP 2 người và phòng VIP 3 người. Chúng ta có thể tận hưởng sau những ngày mệt mỏi làm việc trong tuần nha mọi người. Đặc biệt, Vera có phòng VIP 5 người dành cho đi gia đình cũng như bạn bè và dành những dịch vụ tốt nhất đến mọi người. Sau khi massage xong, chúng ta được nhân viên đặt lên những viên đá nóng. Nó tạo cho chúng ta cơ thể thật là ấm áp. Và những đòn massage của nhân viên Vera đầy kinh nghiệm. Những động tác massage của nhân viên Vera nó tới đâu thì tôi cảm giác nó khỏe tới đó. Không gian thì thoải mái, nó làm cho tôi không muốn dậy luôn nha mọi người. Khi đến nơi đây tôi tưởng là khu resort nghỉ dưỡng chứ. Những đường nét massage của nhân viên Vera đi rất đã. Massage Vera luôn ưu ái cho cánh đàn ông nha mọi người. Tạo một không gian riêng cho những anh đam mê hút thuốc nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Anh Trần An của tôi đang ngồi suy nghĩ coi sắp tới đây sẽ ra phim gì đây. Sau khi massage body xong, chúng ta sẽ xuống phòng gội đầu massage thư giãn nha mọi người. Khi gội đầu thư giãn, chúng ta sẽ tận hưởng những động tác massage mặt rất là đã. Nhân viên thì tay chân rất là mềm mại,
uyển chuyển trên mặt chúng ta cảm giác thiệt là chiều. Không cần bàn gì nữa, Vera là một nơi chúng ta cần phải tới để xả stress sau những ngày làm việc mệt mỏi nha mọi người. Ai chứ riêng tôi chắc mai mốt thành thành viên VIP ở đây quá. Khi chúng tôi quay phim rất là mệt mỏi và nơi đây là một nơi thích hợp cho chúng tôi được xả stress. Tôi không muốn về đâu mọi người ơi. Đây, về quá hả? Đi về. Đi, tiền xuất nha. Thôi, về. Tiền xuất đi. Thôi, về. Mọi người nhớ nha, 193 Trương Định, thành phố Biên Hòa nha.